Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tony Nguyễn. Thì clip này mình sẽ làm về chế độ rank C4 ở phiên bản CFM9. Rank C4 bây giờ phê lắm các bạn ạ. Phê hơn cả say rượu. Bây giờ Tencent nó xếp team theo thứ theo Kindit ý. Theo Kindit hay Never gì đấy. Nhưng mà không còn có chuyện mà xếp theo ngẫu nhiên nữa rồi. Đi bây giờ toàn gặp team thôi. Toàn team mạnh thôi. Mình cũng không biết là mùa sau nó còn có thể neo rank một cách dễ dàng nữa không, với cả kéo chuỗi một cách dễ dàng nữa không. Mà cơ đà này thì khó khăn lắm. Nhưng mà không sao, chơi như thế này thì nó mới hay. Chứ chơi gặp gà mãi thì không thể lên tay được. Chơi tìm mạnh thua nhiều thì nó mới lên tay được. Đây này, cô vào cho đồng đội, ok. Anh em khi vào B đi, cố gắng đừng để xe được. Không ra còn có 10 máu. Cái tội thích ngoi ra cơ. Rồi, mình sẽ chơi bài đánh đặc hướng. Cứ đứng thẩm du ở đây một tí đã. Mid. Nghe rồi, mid có 1. Đi kiểu này các bạn không đi theo team ưng ý thì rất khó để thắng. Thường thì team họ là toàn đi theo team ưng ý thôi. Toàn đi theo team cả lan hoặc như thế nào thôi. Giao lên này, giao lên này. Vỡ mồm rồi. Bọn này full tổng tố lệnh đấy. Ôi thôi xong. Ôi tôi chết rồi, vỡ mồm rồi. Lên Tony. Ui trời ơi may. Yếu à, yếu à, đã yếu còn ra gió à, mà cầm diều mà đi đâu. Cái khẩu này chứ nó thay đạn nó có hiệu ứng hồng hồng mà sao không có gì thì bây giờ vẫn có mà. Rồi mày này, mày quá. Ngoài ngoài mít quá. Nhảy đi luôn, nhảy đi luôn. Mít 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 mít. Con lợn này khôn lắm. Nó nhảy để biết xem vị trí của mình ở đâu để nó bắn đấy. Nào mày nhảy xuống đây. Mày nhảy xuống đây. Mày nhảy xuống đây. Ok một quả cứ đi tìm một cánh tim thành công. Ôi trời ơi. Phê như là điếu đổ ấy. Căng thẳng đến tận cùng. Con này thử đẩy dao xem nó như thế nào. Cái gì mà cũng phải thử một lần cho biết. Ôi trời vỡ mồm. Hai quả headshot. Chạy nuôi nuôi nuôi. Ôi trời ơi. Tạm là rồi, thôi xong. Ra thì ra hẳn đừng thu một chỗ, mấy thằng thu một chỗ nó không cần nào thôi. Vấn đề ở đây ý, nó là chưa kịp ra thì nó đã cho một hai phát headshot vào đầu rồi. Để B, B chống, B chống. Rồi, bom rơi rồi. B chống. Bom rơi rồi. Này bọn nó chắc chỉ có ở rào để canh bom thôi. Rồi, không một thằng. Mình sẽ móc từ A lên rào về. Rồi, cầm cự đi để anh lên. Đánh lên móc. Cố cầm cự đi. Đừng có lên rồi. Đi chậm thôi. Đấy. Bọn nó rào cái gì nó chẳng nghe thấy. Đây rồi. Ok. Thế nên mình cầm sẽ làm clip về khẩu AK-47 Rust. Đây là khẩu mà kỷ niệm 1 năm CFM Mobile China ra đời. Đấy. Hiện giờ thì nó không bán được trong shop nữa rồi. Đấy, hiệu ứng thay đạn này cái giặc cái tia nửa Kitty, tia nửa hồng đấy. Rất là đáng yêu và sặc sỡ. Không. Dành cho những bạn nữ nào yêu Hello Kitty và Doraemon hoặc Conan hoặc Naruto chẳng hạn. Mình thì mình yêu màu hồng, ghét màu tím. Ghét sự giả dối. Không có thằng nào nó móc à? Đang làm tí bài thơ cho nó chúng con nghe mà. Mít có một. Là ông kia ông lại cầm lỏ dai mít. Đã bảo rồi, cầm lỏ dai mít làm cái gì?
đừng có rượu vào nó không đục được cửa đâu. Rồi mình chờ hết đạn xong mình ra. Úi dồi, khẩu này thì nâu hết đạn lắm. Úi dồi, biết thế quả đấy móc mít có phải hay không? Móc mít vào B thì hay quá. Muộn rồi. Ui nó kia. Rồi, B trống. Cố lên. Cố lên nào. Cố sinh một hành năng một. C4 đi. Từ từ đã. Nó đợi mình trên bướm, nó đi ra là cửa rồi. Canh sẵn rồi. Cửa B. Rồi, còn một em nữa. Hầm. Cố lên. Ôi trời ơi, phí quá. Thôi không sao. Quả này đi đâu thôi? Đi đâu bây giờ? Cầm bom đi, để anh đẩy cho. Bom vứt ở nhà nhá mấy anh em ơi, bom vứt ở nhà đấy. Đúng đấy, xem có thằng nào nó trú đây, hoặc là đi qua nó cũng phải bị tỉa ít máu. Ném quả bom vào đó, chém mắt tầm nhìn. Làm tí stress cho nó. Hồi sinh nhà nó một. Ok. Cứ lên làm cái gì cũng biết. Mít một. B vào kìa. B đã vào đâu? Nói chung không nên để nhanh lắm gì cả. Thôi chết rồi, quả này vỡ mồm rồi. Còn cái tí máu này, làm ăn được cái gì đây? Đi đâu cũng thấy. Để con mẹ. Rồi, quả sống mãi luôn. Một tí máu với cả 4 tổng tư lệnh thì mình cũng chịu, bó tay rồi. Mùa sau mẹ không có tiêm thì tuổi lên mà tung mắt nhanh à. Rồi, mùa sau khi mình đi tìm chắc là cũng phải vật lộn lắm đi để đồng chữa cho mà xem. Không có vỡ mồm. Ném một quả ở mid để che mắt tầm nhìn cho nó. Tránh slip. Mình sẽ móc bề vậy, móc hành năng vậy. Ok. Lên. Hành năng lên. Hành năng. Ui em ơi. Hay quá. Nỏ nhìn cái cây này nó choáng ngay. Lên đi nào. A. A trống. Rồi lên hết rồi. Cái hồi sinh này. Rồi A trống. Ông này đứng ra chỗ khác đi, đứng ra chỗ khác đi thôi để tiếp thủ đây. Địch mẹ mày rồi thế, thấy chết được rồi. Biết để nói nha. Đúng rồi chỗ khác. Liên thủ đây anh em. Đằng sau, dao. Ôi trời ơi, còn tí máu không làm ăn được gì cả. Rồi. Địch mẹ hồi sinh kìa. Nó lên rồi. Rồi còn một thằng chạy. Còn có mấy giây thôi. Chờ nó gỡ bom xong mình ra kìa. Ôi, lắc tiếng súng rồi, ồn quá. Ok, thắng rồi. Thôi lại nào. Như mình đã nói là đi rank mùa này phê lắm. Toàn gặp team vỡ mồm. Vào bê đi, full bê đi. Bê đi anh em, bê. Mình kia đi chậm quá. Nào thì mù. Nào. Hay lắm, nó mù rồi. Ok, B trống. B trống quá. Hồi sinh nhà nó 1, mít nhà nó 1. Trời ơi. Vào đi. Canh nhá, đặt bom này. Thôi đứng góc này canh vậy. Đứng kia canh hết rồi. Ôi nhảy xuống thôi là không biết. Bó tay chấm com. Nó ở ngoài. Ôi địt mẹ nó yếu cái kia. Trên kìa, lô. Bình tĩnh. Lô. Hay quá, một phèn sống mãi với mày. 4-3 rồi, cố lên anh em ơi.
Ồ, cứ như kiểu kéo chuỗi ấy. Mấy ông này full hết chuỗi rồi. Đây, bắn này, như kiểu căng, căng như dây đàn. À, đi mấy bố. D2, D3, nôi nôi nôi, ném một quả khói đã. Bỏ, ra khỏi xoay của bom đi. Cho quả bom fake đi. Đi ra, ở đây đi hành ngang, một thằng ở rào, đi hành ngang. Mid 1 của mid 1. Yếu rồi, mới biết nó rồi. Hay lắm. Cầm mít 1 đi nhớ, cầm mít 1. Em xem có thằng nào móc không? Không có ai móc. Đây, cửa mít 1 này, cửa mít 1 thế này. Rồi ok, có một thằng nữa thôi. Có một thằng nữa ở B. Rồi cửa B. Trời ơi, chị ơi, làm cái gì đấy, núp làm cái gì. Ok, thắng rồi. Trời ơi, căng như dây đàn. Căng đét, bẹt tay này nhè. Ok, mình sẽ làm thêm một nip nữa vậy. Để xem team, xem đội hình bên nó như thế nào. Đấy, thấy chưa? Giờ các bạn và nó xếp theo team đúng như trình độ của bạn luôn. Đúng như là never cả cái nip luôn. Thôi ăn cất thần trưởng rồi. Chơi cái map củ chúa này lại mình lại còn bên công nữa. Đang muốn thủ cho rảnh đá một tí. Để A xem nào. Để A. Cho mình do nha. Xe 1 to A không có. Đầu xe 1 cũng không 1 đấy. Trời ơi, vỡ 1. Ôi trời ơi. Điều khiển A chỉ kín đám. Dưới xe A1. Vâng, anh Đường anh sẽ làm gì đây? Vì một quả cơ nia rất là khó. Không được thùng này. Bởi vì bom rơi, cái gì cũng mất. Đấy, một chó thì đi đám. Tiền mất, tình mất. Ôi, đấy, trời, như mình đã bảo rất là khó. Map này công thì nó sẽ bất lợi hơn là thủ. Vì mình chưa chơi CS trên máy tính bao giờ. Chưa chơi CS PC bao giờ. Nên cái kinh nghiệm đi map này thì nó cũng ít hơn so với các mong khác. Rồi anh An ăn quả slip vào mồm. Rồi làm gì mà đã chết hết như thế đây. Rồi. Có một con IS slip ở đây nữa sao ấy. Slip ở trong nhà B. Slip ở B. Đây. Chạy ai. Con lợn này, mày dám bắn tốc độ của anh. 70. Con này vỡ mồm rồi. Thằng gỗ ra nhà mình, lên nhà mình, thằng gỗ lên nhà mình. 70 rồi, bắt nó luôn đi. Anh nhìn thấy không? Anh. Bít nhá. Ok, còn hai thằng nữa thôi. Cố lên nào. Cái khẩu AK hồng này bắn hay hết. Clear team. Khó lắm. Đây này. Ôi dồi, vỡ mồm, chơi còn thì thôi. Đừng có khen hay nhở. Lần sau đừng khen hay nhở. Kẻ này rối loạn tâm lý. Khẩu này thay đạn với cả đam các kiểu thì nó cũng chỉ thua VIP thôi, chứ chẳng thua khẩu gì cả. Ê, trong dòng AK thay đạn rất là nhanh bởi vì nó dòng vũ khí mày vàng mà con mẹ mày đi nè. Hồi xưa mua mày chỉ với 2.200 kim cương thì phải là sở hữu được em nó vĩnh viễn rồi. Rồi B chống. Ok, mình chưa kịp làm gì anh em đã bắn chết rồi. Map này nếu mà công đẩy A nhanh ý thì chiếm A thì rất là lợi thế rất là nhiều. Bởi vì thường thì ở bên nó thì nó xuống A nhanh hơn nên bắt buộc là phải dùng A thật nhanh thì mới có lợi thế ở phần A và bom sai A. Mình mà thôi, bên nó toàn VIP các kiểu thì tốt nhất là có đấy. Chơi cái bài lầy. Nhà lầu nó bắn ra. Móc mình sẽ đi móc nhà gỗ vậy. Sẽ móc cống này, móc cống chó này.
Nó bên phải ấy. Nó bên phải ấy. Ui mày quá, thường thì sẽ có một thằng sniper nó ke cống. Hé mồm ra là chết ngay. Mày bắn đồng đội của anh à? Hay quá. Đây này, đây này con lợn này. B B B và B và B và B và B. B trống rồi. B trống. Về nhà đen đấy, về nhà đen, về nhà đen. Ok. Hay lắm. Bỏ về đi, cho đen cái. Ôi vô, một phát vỡ đầu, nhà đen, nhà đen. Bạn điều khiển nào vào nhà đen này. Hồi sinh nhà nó. Ok. Cái khẩu AK XL này bắn hay. Di tâm của khẩu AK-47 Inferno ấy bắn hay. Rất dễ headshot nhưng mà bắn rất là khó bắn. Bắt buộc phải làm quen một thời gian dài thì mới có thể là sở có thể làm chủ được em nó. Bắn thì ghim tâm rất là từ ngực cho đến chim thì mới móc headshot được. Thì mình sẽ móc thêm một quả cống nữa vậy. Ném một quả khói cho bọn kia đỡ nhìn thấy mình móc. Nếu mà chúng nó mù tai. Rồi. Hình như có một đứa nó bên dưới, mình sẽ chờ nó đây vậy, chờ anh em vào. Đợi đi cứu viện xong rồi mình sẽ. Rồi, chạy về đấy, nó chạy về hồi sinh nhà nó rồi đấy. Vẫn đây, vẫn đây. Rồi đúng rồi, đúng rồi, chạy đi, chạy đi. Ok, nào móc nhanh nào, móc nhanh nào. Đồ ơi, chưa hết này. Một con lợn. Ai chà ơi. Mày làm cái gì thế? Tao đang nói chuyện cả con Vedit kia mà. Ok, B chống, B chống. Con rơi đâu kia? Rồi, còn một thằng nữa thôi, còn một thằng nữa bằng kiển A. Ok. Hay quá nhỉ. Vãi. Mày qua khởi nghĩa thành công. Ok anh em ơi, cố lên nào, lại nào. Lần này chắc là mình sẽ không thể móc cống nữa rồi. Bọn em đã biết bài rồi, bọn nó biết bài rồi. Bên phải có. Biết B bên phải á? Biết phải à? Đấy, bên đi có. Ờ đấy. Nó không phải ghét đâu, nó bắn. Ủa, ta sẽ đi lần nữa xem mày có móc không. Nghe tiếng chân hồi sinh nhà nó rồi. Yếu rồi. Hồi sinh nhà nó một. Ui giời ơi, thiệt chết, vỡ mồm. B con. Vỡ mồm rồi. Mình biết ngay mà, mình đã bảo rồi, nó bắt bài ngay. Ui giời ơi, thôi ăn quả cám lợn. Vãi, vãi cả đấy. Nhà đen ấy. Nhà đen. Sau lưng, điều khiển B sau lưng. Quả chưa bài lầy trên này. Sàn gỗ, nó đang ngắm này, nó đang canh này. Sàn gỗ, ok đúng rồi. Không sao, báo vị trí đúng là cũng được rồi. Cho anh tàu đồng đội ăn. Tiếp đi, thêm một quả nữa nào. Mình sẽ đi đâu đây? Cho một quả khói này đã. Đừng ném khói đấy anh ơi. Rồi. Anh ném rồi. Hết khói rồi. Không đi đi luôn đi. Bất trọng đi. Hết khói rồi. Chưa hết rồi. Đâu rồi ta? Nếu ta để em làm quả nữa vào đấy cho nên lâu hết. Định bắt người thế. Hôm nay định cầm cung mất người đây mà. Thường thì bọn B nó rất hay cầm cung, nó thủ ở mít nhỏ đấy. Và nó chết ngay vì nó hẹp mà, càng hẹp cung càng dễ bắt người. Cần gỗ A1 kìa. Địt mẹ thế mà trượt. Rồi. Trong này trống. Mày núp à. KB1. Thôi ăn cứt rồi. Thôi, ôi hay quá. Một quả cover thành công. Rồi B trống. B. Và B nhanh lên.
Không, chúng nó để kéo về hết B bây giờ. Bắn đồng đội của anh à. Con lợn này. Nhà đen. Nhà đen nằm gì có chưa thấy, chưa thấy, chưa thấy, chưa thấy. Nhà nó quên mình. Nó đâu, nó đâu. Trên B, trên B, trên B. Ok. Thì mình cũng xin dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều clip mới nhất nhá. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào kìa. Oh man. Mùa này đi danh khó lắm anh em ơi.